Xin chào các bạn. Sau khi mà một cái thời gian mà chúng ta đã học những cái hiệu ứng cơ bản mà chúng ta cần phải xử lý cho nó, và mình cũng đã chỉ với các bạn thêm một chút hiệu ứng delay, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cái video cuối về mixing. Đó là mình sẽ làm một bài hướng dẫn cho các bạn các bước để bắt đầu thực hiện các bước, một bài là một bài hoàn chỉnh, và mình sẽ giới thiệu thêm một số VST khác nhằm những cái chức năng sáng tạo hay tăng cường mà nếu các bạn muốn đó. Thì hôm nay mình sẽ thao tác mix một bài hoàn chỉnh. Ở đây mình có bài, đó chính là cái bài các bạn đã nghe rồi, đó là bài Anh của Lương Minh Trang. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ mix ở một cái thể loại mới, đó là thể loại EDM, nhạc remix. Thì ở đây mình có một bản remix thì chúng ta nghe nè. Đầu tiên chúng ta cần nghe và căn chỉnh âm lượng của tụi nó ha. Chúng ta có những track như là vocal chính, chẳng biết là vì thứ hai đó là những cái track như là track thở, hơi thở, tiếp theo là những cái track, đây là hai track gọi là chorus, hai track lead vocal đó. Dù có nắng hay mưa em vẫn không màng, dù phía trước gian nan. Đấy, thì hai chắc này mình đã đưa mình nó thu cũng giống giống như cái chắc gốc thôi, và mình cho nó pen loa ha, mình lập cho nó chế độ pen loa, và đây là một cái chắc hát hú khúc cuối này. Đó là như vậy. Thì bây giờ trước tiên nhiệm vụ của mình là căn chỉnh tụi nó ha, căn chỉnh âm lượng tụi nó, và ở đây mình cũng căn chỉnh sẵn sơ sơ nè. Khi các bạn căn chỉnh âm lượng đồng thời các bạn cũng phải những ví dụ các bạn có cần phải rút riết gì thì các bạn phải lập trước đi. Thì ở đây mình thấy là có hai chất này còn rút, đó là hai chất này nó đóng chung một cái vai trò, đó là làm lead vocal đúng không, thì mình cần rút nó lại. Hai thằng này mình đã cho bên loa rồi, bây giờ mình lập rút loop stereo và đặt cho nó tên là lead vocal này, để ngay bên cạnh chất vocal chính. Bây giờ mình cho đầu ra của tụi nó là cái group lead này. Rồi, mình căn chỉnh cái âm lượng của group lead đó. Vẫn đông đầy trái tim này. Em yêu anh, em yêu anh, em rất yêu anh. Em xin mãi luôn bên anh cho đến khi mà chú ốc xanh đi hết một vòng trái. Đó, xong. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mix ha. Trước tiên mình sẽ mix riêng từng thứ, đó chính là mình mix vocal chính trước. Em vẫn nhớ như in ngày đầu. Thì ở đây mình reset để làm lại cho các bạn nghe. Trước tiên là mình DS, bởi vì sao mình cảm thấy là nó có nhiều S nè. Đó, mình cho nó dịu bớt đi. Mình hẹn hò nhau pha đã yêu ngay phút giây ban. Rồi cho nó dịu bớt rồi. Ok. Mình hẹn hò nhau pha đã yêu ngay phút giây ban đầu. Và tiếp theo là mình cần EQ nó, bởi vì sao mình cảm thấy cần sử dụng EQ ngay lúc này. Thì bởi vì đây là một cái vocal thuộc dạng nhạc điện tử, cho nên là mình muốn nó có một cái màu của điện tử. Mình sẽ không dùng những cái plugin analog nữa ha. Mình không có dùng những cái plugin analog nữa, mà mình sẽ dùng một cái plugin modern, đó chính là HEQ nữa ha. Này, thuộc bộ H của Wave đúng không? Tiên mình hai bát nè, hai bát ở 100 đúng không? Hai bát ở 100. Và dĩ nhiên mình chọn chế độ digital. Digital đây. Rồi. Và mình cho quy nặng lên. Rồi,
Ok, tiếp theo mình giảm tần số nasal ở đây đúng không? Giảm tần số nasal thì đây cũng chọn digital, giảm yếu lại một tí ha, mình giảm nó chút. Ok, tiếp theo thì mình muốn nó ù mà đúng không? Với các bạn có nghe thấy vocal nó tối nó ù không? Thấy không? Nó làm cho vocal không có được shift in the mid. Đó, bạn thấy EQ chỗ này nó bự không? Giảm chỗ này xuống. Và mình cũng chọn digital. Phút giây ban đầu cho rộng ra. Vì cái bài này nó hát rất là nhẹ cho nên quan trọng rộng. Phút giây ban đầu. Rồi. Và anh. Tiếp theo cái phần mình sẽ low bass nó một chút ha. Low bass, bật low bass lên nè. Chọn digital và low bass đi. Có vì sao? Căn bản là vocal này nó nhiều e phải không? Các bạn nghe thấy cái e, tần số e rất là nhiều. Phút giây ban đầu. Đó. Thì mình giảm nó đi. Phút giây ban đầu. Rồi. Tiếp theo. Phút giây ban đầu. Mình nghĩ là mình nâng một chút ở đây lên các bạn đúng không? Tần số mà mình hay gọi là tần số chói của vocal mình sẽ nâng lên. Bởi vì sao? Cái vocal này rất là nhẹ nhàng, trong khi mỗi một cái bài nhạc điện tử mà vocal nó nhẹ như vậy thì không hẳn là hay. Đúng không? Nó hơi bị mỏng, cho nên mình cần tăng nó lên để cho nó dày một tí. Phút giây ban đầu. Phút giây ban đầu. Phút giây ban đầu. Phút giây ban đầu. Rồi. Hai bắt đầu để chế độ bypass để nghe coi khác biệt như thế nào. Phút giây ban đầu. Đấy, nó rõ lên 1:1 ha. Phút giây ban đầu. Tăng âm lượng lên để bù lại âm lượng bị mất. Phút giây ban đầu. Rồi. Phút giây ban đầu. Bởi vì đây là một cái bài EDM cho nên là mình sẽ cần com nó cứng cái vocal hơn. Và cứng cái vocal đó cho nên mình muốn cho nó một cái app ý. Mình có thể dùng hardcom nhưng mà mình thấy nó điện tử quá. Mình dùng app ý chẳng hạn. Phút giây ban đầu. Phút giây ban đầu. Phút giây ban đầu. Và anh người. Nhưng mà mình cảm thấy là mình muốn dùng hardcom hơn, bởi vì mình muốn cho nó theo điện tử một tí luôn đi. Đằng nào vocal này cũng rất là mềm. Phút giây ban đầu. Anh đã lock bỏ nè. Áp thắt trở cao nè, relay trở thấp nè. Nhưng ở đây nó có chế độ theo hot và BPM, có nghĩa relay nó sẽ tính thời gian theo nhịp của tempo. Thì ở đây mình nghĩ là mình sẽ gõ hot, vì hot của mình ở đây đang là 124, đó là tempo của bài hát, thì nó chỉnh sửa theo nhịp một phần mấy của cái tempo cho mình ha. Phút giây ban đầu. Bây giờ mình com này. Phút giây ban đầu. Cái độ phân này là chính là cái độ làm vuốt, cái độ vuốt của cái com á, nó com nó vuốt á, thì nó có vuốt cứng lên thì vocal nó sẽ cứng rất là đẹp nha. Yeah. Phút giây ban đầu. Mình để cho nó lên hết và bây giờ cho nó thắt nè. Phút giây ban đầu. Phút giây ban đầu. Phút giây ban đầu. Và anh người con trai em rất nhiều. Bây giờ đó. Phút giây ban đầu. Đó, thì các bạn có thể thấy nó cứng cái vocal lắm.
Và anh, người con trai em. Bây giờ mình chỉnh reeling sao cho nó mềm ra thôi. Nó con mềm thôi, nó chỉ mình làm muốn cho nó cứng theo cái nhịp trống. Còn những cái chỗ nào không có nhịp trống thì mình cho nó mềm, cho nên mình chỉnh reeling cho nó dài ra để nó con nhẹ những cái từ sâu. Nó con luôn những từ sâu chứ nó không bắt đầu hoạt động con lại từ đầu, nó vuốt cái từ sâu thì nó sẽ vuốt luôn cái từ sâu mạnh. Và anh, người con trai em rất nhiều, chẳng biết là vì lý do gì. Thấy chưa? Là cái vocal lúc nào nó khi mà mình để nhỏ thì nó com từng cái vocal luôn, thì nó không đẹp, mà mình muốn là nó com nhưng những cái sâu mình chỉnh 1/32 thôi. Và anh, người con trai em rất nhiều, vẫn còn thiếu ha, cái chữ rất cái tự nhiên nó nhả cái chữ rất ra đúng không, nó really nhưng mà nó nhả luôn cái chữ rất ra. Và anh, người con trai em rất nhiều. Thấy chưa? Thấy kiểu chữ rất tự nhiên tới lúc đó nó nhả really, thấy chưa? Nó tự nhiên ấp lên cái rồi tăng tăng lên tí nữa, 1/16. Và anh, người con trai em rất nhiều, chẳng biết là vì lý do gì, có lẽ là vì anh rất đáng yêu, cứ thích. Hình như cái này nó thêm nhiều trống rồi đúng không? Giờ thấy nó thêm nhiều trống thấy không? Và anh chẳng biết là vì lý do gì, có lẽ là vì anh rất đáng yêu. Bây giờ là nó tròn nữa không, nó thơ có nhịp phải không, nó thơ có một cái nhịp mạnh, nhịp là nhẹ đàng hoàng. Mình nghĩ là như vậy là vừa ok rồi. Bây giờ mình chỉnh lại stress hold ở đây, ratio bằng 3 mình thật vậy luôn. Mình chỉnh lại stress hold cho nó coi com lại chuẩn ha, ở 3 dB. Chẳng biết là vì lý do gì, có định nhìn anh mãi thôi, dẫu có nắng hay mưa em vẫn không mà. Định nhìn anh mãi thôi, dẫu có nắng hay mưa em vẫn không màng, dẫu phía trước gian nan em vẫn ngập. Ok, như vậy là được hả? Định nhìn anh mãi thôi, dẫu có nắng hay mưa em vẫn không màng, dẫu phía trước gian nan em vẫn ngập tràn. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ coi lại nào. Định nhìn anh mãi thôi, dẫu có nắng hay mưa em vẫn không mà. Thấy nó ngon hơn chưa? Bây giờ xem cái nhạc nha. Định nhìn anh mãi thôi, dẫu có nắng hay mưa em vẫn không mà. Dẫu phía trước gian nan em vẫn ngập tràn. Yêu thương về anh vẫn đong đầy trái tim này. Rất yêu anh, em sẽ mãi luôn bên anh cho đến khi mà chú này. Thì ở đây chính là vì nó là một cái nhạc EDM cho nên mình muốn thêm cho nó một chút cái saturation ha, có nghĩa là những cái tần số nó bị clipping, nó bị bể đấy, thì mình ép cho nó một cái màu saturation nhẹ bằng một cái exciter. Exciter, cái màu exciter nó là gì? Cái exciter đó làm cái hiệu ứng saturation. Làm cho vocal nó sẽ được dày hơn, tại vì nó saturation vào mà, nó làm cho vocal nó sẽ dày hơn và nó sáng hơn, thoáng hơn gì. Bây giờ mình thêm cho nó một chút thôi. Rồi. Nhìn anh mãi thôi, dẫu có nắng hay mưa em vẫn không màng, dẫu phía trước gian nan em vẫn ngập tràn yêu thương về anh. Thấy không? Thêm nó vào là nó sáng cái hẳn cái vocal lên. Định nhìn anh mãi thôi, dẫu có nắng hay mưa em vẫn không mặc. Rồi, ok. Bây giờ mình tiếp tục mình đi S lần nữa. Định nhìn anh mãi thôi, dẫu có nắng hay mưa em vẫn không màng. Dẫu. Tại vì nói chung á là cái đi S thì chúng ta thêm vào để phòng hờ sau này là nó có xuất hiện cái S nặng không? Định nhìn anh mãi thôi, dẫu có nắng hay mưa em vẫn không màng, dẫu phía trước gian nan em. Định nhìn anh mãi thôi, dẫu có nắng hay mưa em vẫn không màng, dẫu phía trước gian nan em vẫn ngập tràn yêu thương về anh, vẫn đong đầy trái tim. Rất yêu anh, em sẽ mãi.
chú ốc xanh đi hết một vòng trái đất này nhé em. Em khi ta đánh mất nhau, chúng ta thêm nhiều lo âu, cũng không như ngày đầu. Em cảm thấy em đã rất hối. Chính là vì em đã sai rồi, cũng chính là vì em quá trẻ con. Em mong được anh thứ tha, dẫu có nắng hay mưa em cũng không màng. Dẫu phía trước gian nan em vẫn ngập tràn yêu thương về anh. Khi anh khiến ta đánh mất nhau, xong ta xong vocal này đúng không? Bây giờ ta qua cái thằng lead này nè, thằng lead là nhóm của hai thằng chorus này, mình là gọi là lead vocal, nó là phụ giảm thêm cho cái những cái khúc điệp khúc. Lead vocal này chúng ta cái chúng ta cần nó chính là nó phải mỏng nhưng mà nó phải đầy đặn, đúng không? Nó mỏng mà nó chảy đều khắp cái không gian. Gian nan em vẫn ngập tràn yêu thương về ai. Tiên mình xử lý cái thằng này thì mình cũng dùng API cho nó đi, API stereo nha. Lần này dùng stereo, mình dùng cho root rồi, tắt analog đi và ở đây mình chọn cho nó chế độ lead vocal cho nhanh đi. Gian nan em vẫn ngập tràn yêu thương về anh, vẫn đong đầy trái tim đầy. Em yêu anh, em yêu anh, em rất yêu anh. Đó, bây giờ mình sẽ EQ cho nó. EQ EQ như thế nào? Thì trước tiên cứ cho 100 này nè. Rồi. Rồi. Mình cho nó một chút cái này, đúng không? Bỏ nó đi. Rồi. Ok, và tiếp theo mình sẽ giảm tần số này xuống. Tại sao giảm vậy? Tại sao nó mềm rồi mà còn giảm? Bởi vì đây là cái tần số chính của cái vocal chính. Mình không muốn nó quá chen lấn với vocal chính, cho nên mình cần phải làm sao? Dịu nó đi, thế thôi. Cho nó hòa quyện. Và mình cho nó ở cái tần số cao này lên. Để tăng một chút tần số E này để cho nó nhẹ, nó thoáng, nó mỏng cái vocal đi, hả? Nó giòn, nó mỏng đấy. Gian nan em vẫn ngập tràn yêu thương về anh, vẫn đong đầy trái tim đầy. Em yêu anh. Bây giờ mình giảm cái này xuống cho nó bớt dày đi, hả? Mình để cho nó mỏng mà. Gian nan em vẫn ngập tràn yêu thương về anh, vẫn đong đầy trái tim đầy. Đó, cho nó mỏng đi. Gian nan em vẫn ngập tràn yêu thương về anh, vẫn đong đầy trái tim đầy. Đấy, là bây giờ mình nghe chung nha, vóc nè. Gian nan em vẫn ngập tràn yêu thương về anh, vẫn đong đầy trái tim đầy. Em yêu anh, em yêu anh, em rất yêu anh. Em sẽ mãi luôn bên anh cho đến khi mà chú ốc xanh đi hết một vòng trái đất này nhé anh. Đấy, xong. Còn cái hơi thở này mình biết thì các bạn không không cần biết mình biết cái gì. Bởi vì á, chính xác là mình xem nó vào một cái rút, mình cho delay để cho nó rộng ra thì các bạn biết cách làm rồi. Và mình chỉnh tần số cho nó sáng lên tí hơn. Đó. Đó, bên rộng nó ra. Đó. Ok. Còn cái vocal này, cái vocal này. Đây là cái vocal giao tấu để chuẩn bị vào lại điệp khúc lần cuối. Đó. Thì mình làm lại luôn nè. Trước tiên á, mình nghe nó. Đó. Thời gian đang khó khăn vây quanh thì
anh hay vẫn tin. Thì trước tiên mình vô mình DS nó, bởi vì nó có S nặng. Các bạn, cái khúc này nó được thu riêng cho nên DS rất là nặng, đúng không? Như thế này. Bên này em sẽ mãi. Đó, nó rất nặng. Em sẽ mãi, em sẽ mãi. Thật sự nó không, cái chữ S ở đây nó không làm đau tai ta, nhưng so với cái tổng thể vocal thì S này là quá lớn so với vocal. Em sẽ mãi bên anh và sẽ mãi yêu anh. Đấy, sau đó chúng ta EQ nó. Bởi vì chính xác thì cái vocal này nó thu ở đâu không biết, nhưng mà EQ rất là gớp. Mình EQ cho nó dùng cái này cho sạch. Dùng một cái EQ của API cho nó cứng cáp chút vocal và vocal nó sạch sẽ ha. Tắt analog này, bỏ hôm này, bỏ tạp âm đồ ở đây. Em sẽ mãi bên anh và sẽ mãi yêu anh về sau. Này mình giảm chút ha. Em sẽ mãi bên anh và giảm tần số mũi này. Em sẽ mãi bên anh. Và do ở đây là ví dụ một bài bình thường thì cái tần số của cái này mình cũng để cho nó bằng với cái tần số của vocal chính, mix cho nó giống. Nhưng mà do ở đây là một bài EDM, mình cần có một cái sự sáng tạo hơn, cho nên là mình sẽ làm cho cái vocal của nó nghe cho giống điện thoại, các bạn hiểu không? Vocal nghe cho nó giống điện thoại một chút, cho nó khác biệt. Thì mình sẽ tăng chỗ này lên, tăng những chỗ mình cho nó sáng hơn tí. Em sẽ mãi bên anh và sẽ mãi yêu anh về sau. Rồi. Em sẽ mãi bên anh và sẽ mãi yêu anh về sau. Em sẽ mãi bên anh và sẽ mãi yêu anh. Ok. DS cho nó một chút ở cái tần số cao, vẫn còn một chút DS tần số cao, mình cho nó ở 8000 đi. Em sẽ mãi bên anh và sẽ mãi. Em sẽ mãi bên anh và sẽ mãi. Đó, dịu rồi đó. Rồi bây giờ xong. Cái này mình sơ sơ thôi. Mình chủ yếu mình sáng tạo ở cái thằng này, bởi vì thằng này viết mà, nó viết nhiều. Tiếp theo việc của chúng ta còn cái này nữa, hứ này nữa nè. Cái hứ này mình nghĩ là mình không có làm gì nhiều đâu, nó thiệt không làm gì nhiều đâu, mình chỉ cho nó tí EQ vào, EQ cho nó tí EQ, cũng không cần com đâu, vì cái này mình muốn cho nó tự nhiên nhất. Yêu thương về nâng cho nó chút tần số này lên cho nó nhẹ, nó sáng. Tương tự mình giảm cho bớt chỗ này đi. Yêu thương về anh vẫn đong đầy trái tim này. Đối với thằng này mình làm nhiêu đó thôi, không nhiều đâu, nó thiệt. Ok. Dù có nắng hay mưa em cũng không màng, dù biết trước gian nan em vẫn ngập tràn yêu thương về anh, vẫn đong đầy trái tim này. Em yêu anh, em yêu anh, em rất yêu anh, em sẽ mãi luôn bên anh cho đến khi mà chú ở đây mình thấy là có một chút S ở đâu đó, và mình nhận ra là ở cái thằng clip này mình chưa đi S nó, đúng không? Chính xác chưa? Đó, mình nghe thấy S là mình chặn nó ngay chưa? Dù có nắng hay mưa em cũng không màng, dù biết trước gian nan em vẫn ngập tràn yêu thương về anh, vẫn đong đầy trái tim này. Trái đất này, yeah,
OK. Đó, và mình save lại. À, luôn luôn nhấn Ctrl Net nhé. Rồi, với video này thì mình đầu tiên mình đã dạy cho các bạn đó chính là các bạn cần phải chỉnh sửa lại, đúng không? Chỉnh sửa lại, cắt ghép lại cho nó loại bỏ những cái khác, những cái tạp âm không muốn đi, và ví dụ ở đây hơi thở mình cần cắt riêng thì mình cắt ra để mix riêng đấy. Và sau đó chúng ta kiểm tra là chúng ta căn chỉnh âm lượng, và đồng thời chúng ta phải dẫn hết rút đi. Những cái nào chúng ta muốn dẫn rút ra này nọ thì chúng ta dẫn hết đi. Và ở đây mình có một rút, đó là rút dành cho hai cái vocal double này để tạo cho rớt lead vocal. Thì mình tạo ra xong rồi, mình căn chỉnh âm lượng xong rồi, và tiếp theo đó chính là mình chỉnh sửa lại những cái thứ mà vocal mình chưa có, bạn hiểu không? Chỉnh sửa lại những thứ vocal chưa có, và lọc bỏ những cái vocal nó bị hạn chế. Đó chính là gì? Chúng ta lọc noise, và chúng ta lọc những cái ù ôm bí biết gì đấy, lọc S, lọc đồ, và cho đó, sau đó chúng ta làm gì? Bù đắp cho nó những cái thứ mà nó chưa có. Ví dụ bài hát này mình thấy không? Mình cảm thấy là nó mềm, nó cần phải có một cái độ cứng cáp, một cái màu điện tử để cho nó hợp với cái thể loại EDM, thì mình đã cho nó một cái com, hát com theo kiểu modem rất là mạnh. Đó, và những cái khác mình cũng vậy. Như thế nào đấy, thì để sau đó mình cảm thấy là mình muốn cho nó một cái màu điện tử vào, mình dùng một chút exciter vào, đúng không? Đó, thêm cho nó, OK, thêm cho nó. Và ở cái phần đúp này, phần clip này thì mình thêm cho nó cái tần số ở này, đúng không? Để cho nó, mình giảm nó ở đây để huyền cái thằng kia, mà xúc một chút ở cái tần số E này cho nó nhẹ thoáng ra. Đấy, những cái khác cũng tương tự như vậy. Có tóm lại những trong cái video này, phần này nó muốn nói đó là bước chỉnh sửa là cái thứ nhất, không, chỉnh sửa nó lại, remix. Đó, cắt sửa và căn chỉnh âm lượng, dẫn rút sẵn. Trước tiên chúng ta phải dẫn rút nha, đừng bây giờ mix một đống rồi mới dẫn. Chúng ta dẫn rút nó trước, rồi sau đó căn chỉnh âm lượng tiếp, rồi OK. Sau đó vào chúng ta phải lọc bỏ khuyết điểm, đúng không? Bước thứ hai là lọc bỏ khuyết điểm. Lọc bỏ khuyết điểm xong rồi, bước thứ ba đó chính là cần những cái gì cần cho cái âm thanh, những cái thiếu, những cái âm thanh nó cần cho hợp với thể loại. Đó, ba bước. Video này mình đã hướng dẫn 3 bước. Bước sau mình sẽ chỉ cho các bạn những thứ như là cần thêm những cái chức năng sáng tạo nào đó và hòa quyện tụi nó lại. OK.